Hello, chào mọi người nhá. Hôm nay mình lại đi làm cái clip cho mọi người cùng xem con xe hôm vừa rồi mình quay nhá. Cũng là con đường đấy thôi. Thì hôm nay mình cũng đi làm gỗ cho anh Lan nhá. Đi khai thác gỗ. Thế rồi mình với anh ấy làm thì chưa mưa quá, đường dốc quá không đi được. Bây giờ mưa suốt không làm được. Đây, bây giờ đang chở một xe gỗ về đây nhá. Chỗ này là chỗ đầm nỏ xe trước là bị mắc đây, không biết là hôm nay đi được không. Ấy à, lại bị lún rồi. Đây, xe này hình như là nhiều hơn xe trước nhá. Xe trước là đi cần là có 9 tấn nha các bác nhé. Gỗ này mang đi đo thôi nhưng mà đi lên đến trên kia là có cân, là trèo lên cân là có 9 tấn gỗ. Xe trước, xe này chắc là hơn rồi. Xe này nhìn là nhiều hơn xe trước. Xe này chắc là 10 tấn à. Mỡ nhưng mà nặng cực luôn. Đấy, rất là nhiều.
giờ kho khỏi nhá. Kho khỏi với cứ là buồn rồi. Đây bây giờ là chuẩn bị qua đoạn sông nhé. Nước hôm nay là hơi lũ này. Mấy hôm nay mưa suốt ấy. Qua chắc là hơi sâu. Được cái đầu máy. Thôi giờ xe qua sông rồi thì video của mình cũng kết thúc đây nhá. Mọi người xem đừng quên cho mình một like. Và nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh để theo dõi video tiếp theo của mình nhá. Bye bye.